cổ vũ thật nhiệt tình các bạn ơi, vì ngày hôm nay chúng ta có 3 giải dành cho các nhóm cổ vũ nhiệt tình nhất. Thực hiện theo tinh thần hướng thiện cho chúng sinh của Đức Phật, tinh thần Phật Pháp đồng hành cùng dân tộc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và theo chủ trương của Bộ Giáo dục là tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh trong dịp nghỉ hè. Chùa Ba Vàng tiếp tục tổ chức khóa tu mùa hè năm 2024. Nội dung của khóa tu được lên kế hoạch theo hướng dẫn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về tổ chức khóa tu mùa hè năm 2024 với những hoạt động ý nghĩa và bổ ích, giúp trau dồi đạo đức và trí tuệ, ươm mầm hạt giống tốt tươi trong thế hệ trẻ. Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng năm 2024 sẽ được chia thành các khóa tu và chương trình với từng độ tuổi khác nhau. Khóa 1: Con sẽ lớn khôn, dành cho các bạn trẻ sinh từ năm 2010 đến 2012, diễn ra từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6 năm 2024. Khóa 2: Kết bạn bốn phương, dành cho các bạn khóa sinh từ năm 2007 đến 2009, diễn ra từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Chương trình Búp Sen Hồng, dành cho các bạn khóa sinh từ năm 2013 đến 2017, diễn ra từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 9 tháng 7 năm 2024. Khóa 4: Thắp sáng trí tuệ, dành cho các bạn khóa sinh từ năm 1994 đến năm 2006, được diễn ra từ ngày 22 tháng 7 đến 28 tháng 7 năm 2024. Hãy tham gia khóa tu để cùng nhau viết lên những ngày hè kỳ diệu